Đó, toàn bộ ở đây là sẽ sử dụng khung nguyên zin luôn. Đôi bên cạnh là đôi pha thì anh đã độ đôi led rồi. Đôi cốt anh độ lên đôi bi laser. Xin chào anh em, hôm nay là một ngày toàn là những chiếc xe độ đèn. Thì đây là chiếc xe VinFast, mình độ một đôi bi laser này, một đôi bi led. Đây cũng là một chiếc Genza nữa. Đầu kia cũng một chiếc xe độ đèn. Hôm nay mình quay lại toàn bộ những chiếc xe độ đèn cho anh em xem. Thì đây là cái bộ đèn của cái chiếc xe lắp SA. Thì như anh em biết rồi thì hệ thống đèn của VinFast nó cũng không được ngon lắm. Do vậy thì chúng tôi đã đưa những cái hình thức độ đèn mà zin hết toàn bộ. Rồi quay lại đây cho anh em xem. Đó, toàn bộ ở đây là sẽ sử dụng khung nguyên zin luôn. Đó, toàn bộ. Và hiện nay thì mình đang thực hiện một chế độ, đấy là anh em đổi các cái hệ thống đèn nguyên bản của mình ấy, để cái thời gian rút ngắn lại, độ đèn nó sẽ rất là nhanh. Và trong quá trình đấy thì anh em có thời gian để làm cẩn thận nhất cho mọi người. Đấy thì trên cái hệ thống đèn này thì sẽ để sẵn, ví dụ như tùy từng option một. Ví dụ như anh em có thể chọn một cái gói đèn cho lắc SA hay là lắc A, thì cái gói khoảng 11 triệu là cũng có hai đôi bi rồi. Tuy nhiên thì cái gói này nó rất cao cấp và mình quay lại chi tiết để đánh giá cho anh em xem. Đây là cái hệ thống đèn mà mình đã độ lên trên chiếc xe này. Một bên là laser và một bên là bi led. Đấy, đây là một gói rất là cao cấp, Jaguar và Domac. Và sau khi mình lắp cái mặt bích lên này thì anh em nhìn thấy thì ở đây mình sẽ có một cái miếng để chống xước cũng như là để bảo vệ cái mặt này. Trên cái bi này thì anh em nên lắp cái bi laser ở bên cái phần này này. Anh em lưu ý 100% chúng ta nên lắp ở đây. Còn vị trí bên này thì mình nên lắp là bi led. Đấy, đôi nào mà pha thì là chúng ta nên sử dụng ở bên phần bên ngoài ở đây. Đó, và quá trình đấy thì anh em đang đi một số những cái dây nữa để nó chống báo lỗi, đảm bảo an toàn nhất. Thì trên chiếc xe mà lắc A với lắc SA này mình lắp rất là nhiều rồi. Một điều đặc biệt nữa trên cái chiếc xe này, đấy là mình cũng khuyên anh em, chiếc xe màu đen, tuy nhiên thì cái mặt ca lăng ở đây này thì anh cũng chọn màu đen. Đó, nhưng nếu như mà quan điểm của mình thì mình sẽ chọn màu trắng. Đấy, quan điểm của mình thì mình sẽ chọn màu trắng thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà anh đã lắp trước đấy rồi thì màu trắng này nó sẽ nổi hơn, nó sẽ nhìn nó sẽ tinh tế hơn một chút. Còn nhìn màu đen thì nó ngầu hơn. Đấy thì có thể là anh em chưa nghiên cứu kỹ nên là lắp cái màu đen thì cũng được. Nhưng mà nếu mà mình thì mình sẽ lắp cái bản màu trắng, nó sẽ nổi hơn, nó sẽ đẹp hơn. Đây cũng là một chiếc xe. Chiếc xe này thì thực sự bác chủ cũng rất là ăn chơi luôn. Đấy, đã độ một đôi bi laser. Đó, một đôi này thì cũng rất là cao tiền luôn. Thì đôi bên cạnh là đôi pha thì anh đã độ đôi led rồi. Đôi cốt anh độ lên đôi bi laser. Còn đây là một chiếc xe Genza anh em ạ. Thì mình đã độ lên một đôi bi gầm. Đấy, xanh tím. Và đây là bi gầm led. Quá trình này thì sẽ lắp ở phần bên dưới này. Và chúng ta sẽ phải có một cái mặt dưỡng để giúp cho cái đôi đèn này nó được giữ và cũng như là nó sẽ đẹp hơn. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái cách. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái cách để anh em có thể độ đèn. Ví dụ như là chiếc xe này anh em độ bi gầm này thì nó sẽ không phải mổ mặt đèn như chiếc xe lúc nãy. Tuy nhiên thì tất nhiên ở dưới gầm thì nó sẽ thấp hơn một chút. Và cái gói cao cấp thì thường là nó nằm ở bên trên. Và đây là chiếc màn hình Android đó trên chiếc xe Genza này. Thì nó sẽ zin luôn theo xe và rất là đẹp. Toàn bộ quá trình là chúng ta giải trí online cực kỳ mượt mà trên này luôn. Nó đặc biệt là cái hệ thống đèn của chiếc xe, những chiếc xe cũ này thì nó sẽ rất là tối. Anh em có thể độ thêm chiếc xe của mình. Còn trên chiếc xe này thì mình đang lắp full đồ rồi. Chiếc xe này một trong những chiếc xe mà gần như là lột sạch hết toàn bộ ra để làm. Hệ thống gương gập điện này, chìa khóa smart key này, màn hình Android này, đèn này, rất là nhiều thứ. Và trên chiếc xe này thì anh em đang ngày mai mới giao, do vậy thì ngày hôm nay đang nên là ngày hôm nay chúng tôi đang dành thời gian để làm những chiếc xe khác. Đấy, đây là nút smart key này, anh em có thể độ thêm để giúp cho chúng ta đi xa tự khóa lại, gần tự mở và không cần phải chọc ngoáy nữa. Tiếp tục đây là một chiếc xe nữa anh em ạ. Đây, chiếc xe này thì anh em đang độ một bộ cam hành trình 70 mai này. Đó, bộ này thì rất là gọn luôn. Đấy, nằm ở đây.
cực kỳ gọn gàng. Rồi một bộ cảm biến áp suất lốp này mang thương hiệu Siemens. Đó thì cái dòng này thì anh em hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng luôn, bảo hành 3 năm mà chẳng bao giờ lỗi luôn. Đó, trên chiếc xe này thì anh vẫn để là cái màn hình zin. Thì nhiều anh em cũng thường là chọn bản bay thôi, vì cái bản full ấy thì nó cũng có cái màn hình này nhưng mà nó cũng chả có chức năng để mà chúng ta vào mạng giải trí online. Đó, và ở đây thì có thêm hai chiếc xe nữa. Đấy, anh em chúng tôi đang chuẩn bị độ đèn. Đấy, đang lắp đặt ở chiếc xe này đây. Thì đấy là những cái chiếc xe mà đang độ tại Trung Auto, quay đến cho anh em xem những cái sản phẩm công nghệ, những cái đồ chơi công nghệ cập nhật đúng thời đại cho anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm. Cảm ơn anh em.